Chào các bạn. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu cài tóc như thế này. Thì cái mẫu cài tóc này các bạn có thể dùng cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ cũng được ha. Mình có trang trí gấu cũng như là thỏ trên phần thân của cài tóc và cũng có bao trùm lại toàn bộ len lên cái phần thân của cài nè. Ngoài cách trang trí gấu và thỏ, các bạn cũng có thể trang trí một cái họa tiết khủng long như thế này ha. Thì ở đây mình cũng có làm sẵn một cái họa tiết khủng long như thế này rồi nè, các bạn có thể tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bao trùm cái phần cài tóc. Dụng cụ mình gồm len miêu cotton. Ở đây mình dùng miêu cotton cuộn 125g, sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm ha. Kim móc thì dùng kim móc 4.0 mm. Thì đầu kim này nó sẽ có cái độ dày bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nè, cho cái phần thân cài của mình nó được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim khâu len và dụng cụ không thể thiếu đó là cái mẫu cài tóc như thế này. Ở đây mình dùng cài tóc bằng inox nè, và cái bảng cài tóc của mình nó sẽ có cái độ dày là 6 mm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng mẫu cài tóc nhựa hoặc là cài tóc nhỏ hơn cũng được ha. Ở đây mình dùng bảng 6 mm cho cái phần bao trùm len của mình nó được ôm sát vào cái phần thân của cài tóc hơn á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân này nè. Thì ở đây mình đã có móc sẵn một cái sợi dây len có cái độ rộng là 6 mũi móc như thế này ha. Để mình có thể luồn vào cái phần dây cài tóc. Thì cái độ rộng của sợi len này nó sẽ có cái độ rộng vừa đủ để mình có thể ôm sát được với cái phần cài tóc inox có cái bảng 6 mm ha. Mình dùng đầu kim số 4 nè. Cái đầu kim này nó sẽ có cái độ dày so với sợi len là nó sẽ bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút ha. Để mình móc cho cái phần dây của mình nó được chắc chắn hơn á. Để tiện cho việc hướng dẫn thấy rõ mũi móc hơn thì mình sẽ sử dụng kim to và sử dụng màu len khác để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mũi móc hơn ha. Và ta sẽ móc một cái sợi dây như thế này. Cái sợi dây này nó sẽ có cái chiều dài gần bằng so với cái cài tóc inox của mình ha. Ở đây mình dùng kim số 4 nè. Tùy vào mỗi loại kim thì cái đầu kim số 4 mà mình chuẩn bị hướng dẫn đây nó sẽ có cái độ dày gấp đôi so với sợi len ha. Đầu tiên sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu. Ở đây các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi móc đơn thứ nhất là cái mũi móc đơn đầu tiên mà mình gây nên nè. Đây sẽ là chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mình gây nên ha. Thì khi đã được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau như thế này rồi nè, đây là chân mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ tiến hành cho mình nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại nè. Từ đây sẽ di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên là cái mũi mà mình đánh dấu ban đầu á. Cái mũi móc đơn này móc cho mình một mũi móc đơn vào đó. Tương tự chân móc thứ hai của cái vòng tròn phía dưới cũng móc một mũi móc đơn. Thì các bạn sẽ để ý nè, ở cái vòng tròn phía dưới mình không kết mũi mà mình bắt đầu móc xoắn ốc cho cái vòng móc thứ hai nè. Chân thứ ba của cái vòng tròn phía dưới cũng một mũi móc đơn. Tương tự chân móc thứ tư cũng móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm cũng móc một mũi móc đơn. Và tương tự cho chân thứ sáu cũng móc một mũi móc đơn. Như vậy là vòng móc thứ hai của mình cũng hoàn tất với 6 mũi móc đơn như thế này. Và cái đường móc của mình sẽ tiến hành móc xoắn ốc ha. Tiếp tục khi đã kết thúc vòng móc thứ hai cũng tương tự nè, cái chân móc kế tiếp của mình, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên này móc một mũi móc đơn nè.
Tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Thì lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ tạo ra một cái độ sâu như thế này ha. Ta sẽ có cái khoảng trống bên trong, thì cái khoảng trống mình sẽ để luồn cái phần dây, để luồn cái phần cài tóc inox của mình vào á. Khi móc thì các bạn sẽ móc cho mình trượt tay vào ha. Mình sử dụng kim hai đầu số 4 á. Đầu kim bằng sợi len hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nè. Và các bạn sẽ móc xoắn ốc liên tục cho mình như thế này cho đến khi mình đạt được cái độ dài của sợi dây gần bằng so với cái chiều dài của cái cài tóc inox của mình ha. Và sau khi đã móc được cái sợi dây đạt được cái độ dài gần bằng so với cái mẫu cài tóc inox của mình á, thì để kết mũi cho cái phần dây này các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Ở đây mình dùng kim hai đầu và dùng đầu số 4 nè. Mình sẽ kết mũi cho cái đầu dây còn lại ha. Khi đã đạt được cái độ dài của cái sợi dây rồi thì để kết mũi cho cái phần này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên á. Vào cái chân móc mà ta tiếp tục móc các cái mũi móc đơn ha. Thì bây giờ các bạn sẽ không móc mũi móc đơn vào nữa mà ta sẽ tiến hành dùng mũi dời để móc và kết mũi. Móc cho mình vào cái chân kế bên này một mũi dời nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Khi cắt len thì cắt cho mình một đoạn len dài để mình có thể sử dụng đoạn len này mình kết cái phần cuối cùng của sợi dây ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành luồn cái đoạn dây này vào trong cái cài tóc inox của mình nè. Cái độ rộng 6 mũi móc này khi móc các bạn sẽ móc trực tay vào ha. Cài tóc của mình có cái bảng 6mm. Bây giờ mình sẽ tiến hành luồn vào. Các bạn sẽ luồn dần dần cho mình từ cái đỉnh này. Ta sẽ luồn dần vào hết cái phần dây cài của mình ha. Lưu ý là khi luồn cái cài tóc vào trong sợi len thì các bạn sẽ kéo căng cho mình sợi len nè. Ta sẽ kéo căng sợi len để cái sợi len nó chạm đến cái đầu còn lại của cài tóc. Và lúc này cài tóc của mình nó sẽ không có bị nhão ha. Dùng kim khâu khâu cho mình cái đoạn cái đầu còn lại của cài tóc nè. Thì để khâu được cái đoạn còn lại của cài tóc từ cái điểm mà ta kết thúc của cái phần điểm còn lại đây nè, thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào các cái chân móc còn lại ở đây ha. Khi đâm kim thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong, vào các cái chân móc liên tiếp với nhau nè. Đâm từ ngoài vào trong ha. Tiếp tục đâm từ ngoài vào trong chân móc kế bên. Tương tự đâm từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp. Ta sẽ đâm lần thứ 3 nè. Tiếp tục đâm từ ngoài vào trong chân lần thứ 4. Đâm từ ngoài vào trong chân móc thứ 5. Và tiếp tục đâm vào chân móc thứ 6. Khi đã hoàn tất được vào 6 chân móc rồi thì các bạn tiến hành nắm sợi len và gút thật mạnh vào. Ta sẽ gút thật mạnh vào ha. Thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè. Và nó sẽ bít được cái đầu còn lại ha. Nó bít lại cái đầu còn lại để cho cái cài tóc của mình nó không có bị lọt ra ngoài. Ta sẽ tạo một gút ở cái đầu dây còn lại. Khi đã tạo gút xong thì cái sợi len thừa này nè, các bạn sẽ tiến hành dùng kim đâm kim vào bên trong của cái sợi len á. Đâm kim vào bên trong để mình giấu được sợi len thừa vào trong ha. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào sâu bên trong nè. Sau đó tiến hành cắt len. Thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách để luồn sợi len vào trong cái thân cài tóc inox của mình ha, với cái bảng 6mm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chát để móc hai cái họa tiết. Thì để móc được cái phần đầu cũng như là phần tai thỏ thì vòng móc đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng móc gồm có 6 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ kết mũi ở mỗi vòng móc ha.
và các bạn sẽ móc tiếp cho mình theo các cái chat mà mình đã ghi ra ở bên này nè. Thì đối với cái phần đầu cũng như là tai gấu và mũi gấu á, thì cái phần đầu các bạn sẽ móc cho mình chat tương tự giống như là đầu của thỏ ha. Còn cái phần tai và mũi thì mình có ghi chat bên cạnh, các bạn có thể tham khảo ha. Sau khi đã hoàn tất được họa tiết trang trí thì dùng kim khâu khâu cho mình hai họa tiết lên trên phần thân của cài tóc ha. Chúc các bạn thành công!